chào bạn hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau à, hôm nay chúng ta sẽ chém về cái chủ đề đó là các bạn có nên dùng những mên đất tiền không và khi lỗi thì những cái men đất tiền nó sẽ ra sao nó đi về đâu nó về trốn nào và cái sự khác biệt giữa cái men đất tiền và cái bên rẻ tiền thì thương tư các bạn các cụ có một câu nói rất đúng chẳng sai bao giờ cả kẻ có tích tiền là kẻ có quyền Người chiến thắng là người cư cầm chân lý. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi ngắm vài cái men chết có thể sẽ được hồi phục tại lô hoặc cũng có thể đi về nơi vĩnh hằng. Những cái men này thường đã là những khát khao ước ao của tôi rất nhiều thời gian trước, mang dòng có nó để được sử dụng. Và đến tận bây giờ khi các bạn bỏ tiền ra những mua những chiếc men này nó vẫn có giá khoảng hơn triệu và dao động khoảng triệu rưỡi mặc dù nó đã là men cũ, đắt hơn những cái men mới của bạn rất nhiều lần có những cái bên mới chỉ dao động vào tầm triệu rưỡi hoặc triệu bốn triệu năm nhưng những cái bên cũ này hết bảo hành rồi mà vẫn có thể có trị giá lên đến triệu năm đến triệu bảy thậm chí cái giá bên sát mà các bạn mua nhiều lúc về để ngắm cho đẹp cũng lên đến hai hoặc ba trăm vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi ngắm vài anh cổ đốt sĩ mà một thời đắt sắt ra miếng đến bây giờ vẫn còn có thể gọt ra một đống tiền mời các bạn đây ư các bạn Tất nhiên đây không phải là cái mên Các men tôi muốn nhắc đến Đây là một em thuộc hàng thấp Của cái phân khúc sắc kép 150 Đó toàn bộ những cái men Mà tôi muốn nhắc đến các bạn đây Tất cả mên này là mên sửa các bạn nhé Chứ lô 2 không có Cái mên này để bán Các bạn nhìn thôi Thứ nhất tạm gác ra Hai con này này Chúng ta bàn về vấn đề đầu tiên Đó là Khi chết thì những men này đi về đâu thưa bạn là những cái men phổ cập như này này thì những đơn vị sửa chữa sẽ tích rất nhiều những cái men như này để có thể lấy linh kiện sửa cho các men bị lỗi chiếc tay không không thể bắt giặc được mặc dù là giặc rất nhiều đúng không ạ? đại đa số là các bạn phải có linh kiện từ những con niti 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 như này đó cũng là linh kiện nếu không có thì không làm ăn được cái gì cả tay không không bắt giặc Chứ không phải lúc nào đời các bạn cũng đỏ những video một tháng kiếm 210 triệu của anh thợ sửa men đâu các bạn ạ. Phải có những cái gì đó tích lũy của thời gian chúng ta mới có cái điều đó. Vì vậy những cái men độc này này cực kỳ khó kiếm vấn đề về xác cho thợ. Chết nhiều lúc người sử dụng vẫn giữ lại làm hoài niệm Chứ họ không bán cái xác này để cho những thợ khác lấy linh kiện trong quá trình sửa chữa. Đây là hai con men giống hệt nhau của một cùng một người các bạn nhé trong quá trình phẫu thuật và lột nội tạng thì phải hy sinh một để lấy một các bạn nhìn này trả lại này ok này cái con này nó bị chết cái phần nguồn sebu này các bạn nhìn cái nguồn Cebu nó rất đẹp nhưng khi chết không thể lấy ở bên khác mà chỉ lấy ở đúng ở bên tương đương này thay vào và đã cứu sống được một con một con thì băng hà đó là như vậy vì vậy khi các bạn dùng những cái men đẹp thì cực kỳ khó kiếm linh kiện nếu nó có vấn đề gì đó về mặt sự cố khi chúng ta sử dụng. Đây này, những con bên này này. Tỏa nhiệt đang được tháo ra để sửa chữa. Rất đẹp luôn của Asus B85 Pro này. Mắc này. Mắc sút này, qua Asus này, đẹp chưa các bạn? hoặc MSI này, H97 Gaming này. Đẹp mi man luôn. Thực sự là rất khoái, M.2 này chạy rất nhanh. Đẹp không các bạn? Đó, đi Z87 này. Vậy là chúng ta đã cùng nhau giải quyết cái vấn đề đầu tiên. Đó là Khi chết Thì những cái men xác này về đâu Thường nó sẽ vào tủ kính để làm hoài niệm cho những người sử dụng Vì quá trình sửa chữa với những cái men này Cái tỷ lệ sửa được chỉ là 50-50 Chúng ta sẽ cùng đi về vấn đề Thứ hai Đó là sự khác biệt Giữa cái men đắt tiền và cái men rẻ tiền Tôi sẽ lấy cái men rẻ tiền ra Cho bạn xem Đó đây nhá cái sự khác biệt đầu tiên các bạn luôn luôn nhìn thấy đó là về kích thước men vì những cái bên đắt tiền nó sẽ tăng rất nhiều những cái thứ khác ví dụ như đó là nhiều cổng Santa hơn hai khe ba khe PCI tỏa nhiệt cho CPU tỏa nhiệt cho chipset bốn khe ram vì vậy là cái bên nó thường được kéo rộng ra chính nhờ lý do này cái lượng nhiệt toát ra bên giúp cái bên chạy ổn định hơn và một điểm khác nữa đó chính là hệ thống tỏa nhiệt cẩn thận hơn rất nhiều nhưng vẫn chết như thường các bạn nhé cẩn thận hơn rất nhiều những cái bên rẻ tiền đó là sự khác biệt thứ hai sự khác biệt thứ ba có lẽ là về sự hỗ trợ giam còn Cebu thì nó hỗ trợ gần như nhau hỗ trợ giam cộng với nữa đó chính là với những dòng bên đời cao các bạn nhìn thấy này nó thường có cái nguồn 8 pin có nghĩa là cấp cái nguồn 12V qua 8 sợi dây ở đây giúp cho cái nguồn Cebu chạy ổn định hơn nhưng vẫn chết như ngả dạ Có tỏa nhiệt rồi này Có nguồn tám pin Nguồn Cebu vẫn chết như ngả dạ Cái vấn đề nữa Có lẽ nó đầu tư đến hệ thống âm thanh Đều có chuẩn âm thanh Cao cấp hơn rất nhiều những bên rẻ tiền Các bạn nhìn này Đây là IC âm thanh này Được bọc chống nhiễu này Audio này Nghe cái này thì phê lòi tĩ luôn Đó là sự khác biệt nữa Cộng với sự khác biệt nữa các bạn nhìn thấy này Những cái bên đắt tiền nó hay có chỗ này Cái phím power ở đây này Đó là chính là cái phím reset BIOS Vì rất nhiều lúc chúng ta chạy bị lỗi BIOS Thì chúng ta chỉ cần dí vào đây Reset nó lại lên hình bình thường à, Với thợ sửa chữa Thì cái phím reset BIOS này có rất nhiều Xin lỗi bạn là có một vị trí trên bên Có thể bất kể bên nào nó cũng có Dùng để reset nhanh BIOS mà không cần làm bất kể vấn đề gì cả Chính là nó không thiết kế lút nguồn nhưng với thợ có thể tìm ra cái lút nguồn đó mà ở trên mên nhờ kẹp tắt nhíp cái sự khác biệt nữa là các bạn này nó thường hỗ trợ usb 3.0 hdmi audio chất lượng cao đó là một cái sự khác biệt nữa với các mên đời thấp cộng với một cái sự khác biệt nữa khi các mên đời cao nó thường hỗ trợ đó chính là m santa Đâu rồi nhỉ? Đây này ví dụ như cái bên này nó có này. Cái chuẩn này sẽ có tốc độ truyền tải dữ liệu nhanh hơn cái SSD của chúng ta. Wow. Con Z87 này còn định chạy Cebu gì đây mà để như này. Các bạn nhìn cái nguồn VCO của nó vãi không? Vãi đái luôn chứ không phải là vãi nữa. Vậy mà nó lỗi kiếm được con linh kiện sửa chắc là hộc mó mồm sôi vào mắt. Đây này nó hỗ trợ chuẩn m-santa này Đẹp quá Các bạn nhìn này Mô đôi này, 4, 6, 8, 8 ổ cứng Audio boot Phím reset này các bạn này HDMI này Bởi bluetooth hay sao đây Đây còn cái rắc khỉ do có gáy đây À đây là một cái rắc để lấy nguồn ra Vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá những cái sự khác biệt cơ bản của những cái men đời thấp với men đời cao Có nghĩa là về chiều rộng của men Về hỗ trợ giam, về hỗ trợ khe M2 Về hỗ trợ tối ưu hóa nhất cho Cebu Trong khi chạy lâu chạy dài nhá Còn vấn đề support Cebu là giống nhau Tối ưu hóa CPU chạy lâu chạy dài và những việc ép sung Hỗ trợ Santa Bar, USB 3.0 HDMI Reset BIOS Rất nhiều cái thứ hỗ trợ được nhồi nhét vào những cái bên mới Để tăng giá thành sản phẩm lên Nếu mà có những coi con bên như này Mà chạy với chip M4 uh, Chip i7 4790 <laughs> 32 gb Dùng cạc khoảng 1070 ti Thì thực sự đó là một sự trải nghiệm tuyệt vời hoặc là dùng với những con chip e dùng để chuyên biên tập video thì những cái bên này thực sự tuyệt vời vậy chúng ta đã cùng nhau bàn được hai vấn đề là khi chết thì sửa ra sao và sự khác biệt giữa bên đắt tiền và bên rẻ tiền bây giờ chúng ta sẽ bàn về vấn đề không muốn bàn đó chính là có nên sử dụng những cái bên đắt tiền này không thì câu nói này có thể phật lòng nhiều người nhưng với tôi rất đơn giản bạn có tiền bạn có quyền nếu tôi có tiền chắc chắn tôi sẽ chọn những cái men này để sử dụng cái sự mượt mà chắc cái vấn đề xử lý nó sẽ hơn rất nhiều những cái men rẻ tiền vì thực sự đang dùng một con men khá khủng nó sẽ khi nó xử lý và khi nó <laughs> dùng để giao tiếp giữa cpu và chipset cái đường băng thông nó thường được mở rộng ra và nó có nhiều công nghệ tối ưu hơn cho vấn đề giao tiếp vì vậy cùng một cấu hình nhưng khi nắp vào những cái men đắt tiền các bạn sẽ thấy một sự mượt mà hơn rất nhiều lần và sự ổn định hơn rất nhiều lần vì vậy có tiền là có quyền Các bạn cứ có tiền là các bạn có quyền lựa chọn Chứ không phải là thấy tầng... Ông Tùng ông bảo là cái bên này chết khó sửa Không ấy Không sửa được thì thay Rất đơn giản vậy thôi Đẹp không các bạn Cảm ơn các bạn đã bỏ một chút thời gian theo dõi video Các bạn nhớ like, share và subscribe like kênh youtube của chúng tôi Và chia sẻ video của chúng tôi đến cộng đồng Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau Các bạn cần hợp tác để quảng bá những sản phẩm công nghệ thì vui lòng liên hệ trực tiếp với tôi theo số điện thoại ở bên dưới. Một lần nữa chúng ta ngắm một lần cuối những em xinh tươi. Đẹp mỹ con bà mãn luôn. Những con bên này sửa được kiểu gì cũng phải kiếm đến 3 lít. Ồ, oh, con này tháo hết tỏa nhiệt ra nhẹ quá Bye bye, chào tạm biệt các bạn Chúc bạn sức khỏe đến công, cảm ơn các bạn rất nhiều